Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Niềm vui trong sự ngợi khen. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Habacuc đoạn 3 câu 6 và câu 16 đến câu 19. Ngài đứng làm rung chuyển quả đất, Ngài nhìn làm cho các dân tộc run rẩy, các núi vạn cổ đều tan nát, các đồi nghìn thu đều sụp xuống, đường lối Ngài vẫn giống như xưa. Nghe những điều này, toàn thân con run rẩy, môi con run cầm cập, xương con như sắp mục nát và bước chân con lảo đảo. Con phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến tấn công chúng con. Tin cậy và vui mừng giữa nghịch cảnh, cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu, giúp con bước đi trên các đỉnh cao. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Habacuc đoạn 3 câu 18. Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Khi tác giả nổi tiếng người Anh C.S. Lewis dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu, ban đầu ông chống lại việc ca ngợi Chúa. Thật vậy, ông đã gọi đó là cớ gây vấp phạm. Ông tranh chiến với suy nghĩ chính Chúa đòi hỏi chúng ta thờ phượng Ngài. Tuy nhiên, cuối cùng Lewis nhận ra rằng chính trong quá trình con dân Chúa thờ phượng Ngài, Chúa đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài với họ. Và trong tình yêu trọn vẹn với Chúa, chúng ta tìm thấy niềm vui trong Ngài không thể tách rời như sự sáng mà tấm gương nhận được, từ sự sáng mà nó chiếu soi. Tiên tri Habacuc đã đưa ra kết luận này từ nhiều thế kỷ trước, sau khi than phiền với Chúa về những tai họa nhắm vào dân Giu-đa. Habacuc nhận ra rằng việc ca ngợi Chúa đem đến niềm vui không phải bởi việc Chúa làm, mà chính vì Ngài. Như vậy, dù trong cuộc khủng hoảng quốc gia hay thế giới thì Chúa vẫn vĩ đại. Như tiên tri Habacuc đã tuyên bố, cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Ông nói thêm rằng, con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Như C.S. Lewis đã nhận ra, cả thế giới reo vang lời ngợi khen. Cũng vậy, Habacuc đã dâng lời ca ngợi Chúa luôn luôn, tìm thấy niềm vui dồi dào nơi đấng mà quyền uy của Ngài đời đời vẫn vậy. Việc ngợi khen Chúa ảnh hưởng đến tinh thần của bạn thế nào? Khi suy ngẫm về sự tốt lành của Chúa, hãy kể ra ba điều bạn có thể ngợi khen Ngài hôm nay. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, ngay cả trong những lúc khó khăn, xin khơi dậy trong lòng con và trên môi miệng con tinh thần luôn vui mừng hát ca ngợi Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.